trực tiếp báo FC với Amiens. Huấn luyện viên và đội trưởng Tông Bốc hết lời, Quang Hải ra sân từ đầu giúp báo FC nối dài mạch thắng. Chiến thắng trước Aiguimotet ở Cúp Quốc gia Pháp vào cuối tuần trước. Trong đó, Quang Hải đã góp công tạo nên bàn thắng ấn định tỷ số 3-0, nghĩa là báo FC đã tạo nên mạch 3 trận thắng liên tiếp, vô cùng đáng khích lệ. Đây là trận đấu đầu tiên họ làm được điều này kể từ khi lên chơi tại League 2 vào năm 2020. Sự hưng phấn lúc này đã đẩy đội quân của vị huấn luyện viên trưởng Thorlot tìm kiếm một chiến thắng khác trước Amiens. Trên lý thuyết, Amiens không phải là một đối thủ dễ chơi. Đội bóng miền Bắc của nước Pháp hiện đang đứng thứ tư và cách Paris FC tới 7 trận trên bảng xếp hạng. Họ tỏ ra hiệu quả với thứ bóng đá thực dụng cùng với sơ đồ 3-1-4-2 của vị huấn luyện viên Philippe. Cho tới nay, Amiens đã giữ sạch lưới 5 trận và chỉ nhận 13 bàn thua. Chỉ nhiều hơn 6 đội trong giải đấu, với hàng thủ chắc chắn, họ tự tin không cần ghi quá nhiều bàn thắng. Sau 13 trận, Amiens mới ghi được 15 bàn thắng với 10 trận đấu, không ghi quá một bàn. Với tính chất quan trọng của trận đấu, không có gì ngạc nhiên khi Pau FC đã vẫn tiếp tục sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình. Ở vòng đấu này, Quang Hải tiếp tục được ban huấn luyện tin tưởng khi mà anh được điền tên vào trong danh sách đăng ký thi đấu. Đánh giá vào màn thể hiện của Quang Hải, vị huấn luyện viên Thorlot không giấu được sự hài lòng. Tôi hài lòng với màn thể hiện của Quang Hải sau trận đấu vừa qua của đội bóng tại Cúp Quốc gia. Cậu ấy đã chơi 15 phút trong trận đấu trước đó và tôi hài lòng với những gì cậu ấy đã thể hiện, ông chia sẻ. Quang Hải đang tiến bộ từng ngày tại Pau FC, tuy nhiên tiền vệ này vẫn chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở trên sân. Quang Hải chủ yếu được sử dụng trong nửa cuối của hiệp 2. Chia sẻ về điều này, vị huấn luyện viên trưởng thẳng thắn, tôi cần thêm thời gian, đội bóng này không còn giống như cách đây 6 tháng trước. Lúc này có rất nhiều thứ đã được cải thiện và điều quan trọng là chúng tôi đã tự tin hơn trước. Henry Savet, cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong Pau FC kể từ khi mà đầu giải, đã dành nhiều lời khen. Tôi không dám nói là Quang Hải đã trở nên tốt hơn, bởi thật ra cậu ấy vốn là một cầu thủ giỏi. Điều quan trọng là bây giờ cậu ấy đã tự tin hơn trước rất nhiều, anh đã chia sẻ. Cựu thần đồng bóng đá Pháp đã tiếp tục nói về những điều tích cực với người đồng đội đến từ Việt Nam. Thật không dễ dàng gì khi mà bạn phải đến một đất nước xa lạ, không cùng ngôn ngữ để thi đấu. Tuy nhiên, Quang Hải đang hòa nhập rất tốt. Cậu ấy đã trêu đùa chúng tôi nhiều hơn. Tiếng của Hải thì cũng đã tốt hơn nhiều. Cậu ấy giao tiếp bằng tiếng Anh, cậu ấy tự tin hơn và tôi tin là nửa sau của mùa giải, Hải sẽ tự tin và thi đấu tốt hơn nữa. Theo Savet, việc thích nghi dần với môi trường mới giúp cho Quang Hải có thể đóng góp nhiều hơn cho Pau FC trong thời gian tới. Dĩ nhiên là cậu ấy có thể giúp sức cho chúng tôi. Hải là một cầu thủ chất lượng và là người muốn được tham gia vào mọi pha bóng, điều đó tốt cho đội và tôi hy vọng sắp tới cậu ấy sẽ tự tin hơn để thi đấu hiệu quả. Khi được hỏi về liệu Quang Hải có đủ sức chơi 90 phút ở League 2, thì Savet đã thẳng thắn chia sẻ, cậu ấy có thể ra sân thi đấu, nhưng vì không được ra sân nhiều nên là cũng khó. Cậu ấy cần có một thể lực tốt, và lúc này tôi không dám chắc là Quang Hải thi đấu 90 phút, nhưng tôi tin là cậu ấy có đủ sức mạnh, kỹ thuật để thi đấu trong thời gian ngắn. Pau FC cũng vừa đón nhận một thông tin không thể vui hơn về tình hình lực lượng. Về trung đội trưởng Anthony Patissi đã có thể quay trở lại tập luyện sau pha dính chấn thương dây chằng chéo vào hồi tháng 8 vừa qua. Trên trang mạng xã hội chính thức thì Pau FC đã cập nhật hình ảnh của Anthony lúc ra tập sân. Dù mới chỉ tập riêng và chưa thể tham gia cùng với toàn đội, song cầu thủ 27 tuổi này vẫn cho thấy sự tích cực trong việc tái xuất. Trước đó, anh đã dính chấn thương nặng trong buổi tập trước trận Pau FC gặp Quevili. Trung vệ người Pháp đã được chẩn đoán là phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng, thế nhưng mới gần 3 tháng trôi qua thì anh đã có thể phục hồi trở lại. Anthony sẽ là một sự bổ sung đáng kể cho chất lượng của hàng thủ Pau FC. Điểm yếu của đội bóng này, cầu thủ sinh năm 1995 mới đá 4 trận cho Pau FC với đầy đủ 136 phút thi đấu. Đội trưởng của Pau FC là người đã để mắt tới Quang Hải rất nhiều. Anh từng dành lời khen. Quang Hải được hỗ trợ và cậu ấy có một người phiên dịch đi kèm và đang làm việc rất tốt. Ngay cả khi chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ, chúng tôi vẫn cảm thấy anh ấy hòa nhập tốt với đội bóng thông qua những cử chỉ và nụ cười. Vào lúc 1 giờ sáng ngày mai, Pau FC sẽ tiếp đón Amiens SC ở trên sân nhà Nusacam. Hiện tại, Quang Hải và các đồng đội đang sở hữu một chuỗi trận thắng hòa với 4 trận bất bại. Mục tiêu của thầy trò vị huấn luyện viên Didier Thorlot sẽ không có gì, đó chính là giành trọn 3 điểm. Mới đây nhất, Pau FC của Quang Hải còn nhận thông điệp vui từ tiền vệ Anthony Lauti ở bên phía đối thủ. Theo đó, trả lời trước khi mà trận đấu diễn ra, tiền vệ này cho biết, các bạn không cần phải quá lo lắng về những kết quả vừa qua. Chúng tôi biết mình sẽ phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Bạn không cần phải thắc mắc về mọi thứ. Chúng tôi là một tập thể chiến đấu vì giá trị của mình. Người hâm mộ không được đốt cháy ở giai đoạn không có gì là vội vàng cả. Mà dù vậy thì Anthony Lauti thì vẫn phải thừa nhận rằng đêm nay Amiens sẽ phải xếp lại đội ngũ mới có thể đánh bại được Pau FC.
Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng phải nhanh chóng tư vấn bản thân. Như tôi đã nói, lúc này Emian không có phong độ tốt. Tôi nghĩ rằng đội bóng của chúng tôi sẽ có tiềm năng rất lớn mà toàn đội chưa thể khai thác được hết. Tôi cũng tự tin chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa, thực hiện nhiều hơn, đặc biệt là tất cả sẽ bắt đầu bằng một chiến thắng trước Pau FC vào ngày hôm nay. Lúc này, Pau FC đang có được 17 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng League 2. Đối với đội bóng của Amiens, đứng thứ 4 với 23 điểm. Tuy nhiên, Amiens thì lại đang có một điểm rơi phong độ không tốt. Do đó, Pau FC sẽ có tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm. Mọi thứ yên tâm với Pau FC khi mà họ tạm thời bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm. Dù có nhiều thay đổi trong mùa giải này, nhưng mà họ vẫn duy trì vị trí ở bảng xếp hạng trong mùa giải trước. Đó là điều đáng mừng. Hiện tại, ngôi sao thuộc đội tuyển Việt Nam thì có một bàn thắng, một kiến tạo tại châu Âu. Nhưng mà người hâm mộ đòi hỏi nhiều hơn thế ở Quang Hải. Cầu thủ này vẫn chưa chen chân trở lại đội hình chính, mà chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn cuối trận. Vì có quá ít thời gian nên việc Quang Hải tỏa sáng hay không là điều hên xui. Dù vậy, ai cũng hiểu rằng mọi thứ cần đến từ từ với tiền vệ sinh năm 1997, khó có thể để đốt cháy trong giai đoạn thời điểm hiện nay. Điều quan trọng với Quang Hải và Pau FC là giữ vững tinh thần thép sau chuỗi trận thắng liên tiếp. Thông điệp trên cũng đã được Phó Chủ tịch của Pau FC nhấn mạnh. Toàn đội đã làm việc chăm chỉ và chúng tôi tin rằng đủ khả năng chủ đại giải đấu. Đội bóng vẫn cần phải cải thiện, điều tiết nhiều và tất cả cần phải nhận thức rằng đây là mùa giải khó khăn. Chúng ta đang trong chiến dịch dài hơi nên là không được phép thư giãn. Do giải League 2 có 4 suất trụ hạng nên toàn đội cần phải nỗ lực hết mình. Mới đây, trang định giá Transfermarkt đã cập nhật tình hình của đội hình câu lạc bộ cũng như là trong đội hình. Trong đó, Pau FC của Quang Hải đã được tăng định mức vô cùng ấn tượng với giá trị mới là 11,85 triệu euro. Đáng chú ý, Pau FC là một trong 3 đội có mức tăng trưởng cao nhất. Sự gia tăng đội hình của Pau FC đến từ sự tăng trưởng của 11 cá nhân góp mặt trong đội hình chính. Quang Hải và 6 cái tên khác không tăng giá trị, đồng thời cũng không giảm. Bởi lẽ tiền vệ của Việt Nam thì có nhiều cơ hội được ra sân trong màu áo của Pau FC kể từ đầu giải. Anh cũng thường vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút thi đấu cuối cùng. Ở trận gặp đối thủ Rodez, Quang Hải được ghi một bàn thắng, song những đóng góp của ngôi sao số 1 Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và anh phải nỗ lực hơn trong tương lai.